Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua đi, tuy nhiên nhiều gia đình đã không có được một cái Tết trọn vẹn khi mà con em của mình đã gặp phải tai nạn giao thông trong dịp này. Theo ghi nhận của phóng viên Chào Buổi Tối tại Bệnh viện Việt Đức Hà Nội, trong mấy ngày Tết vừa qua, lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu không giảm so với mọi năm. Nhiều trường hợp bị đa chấn thương sọ não rất nghiêm trọng. Điều đáng chú ý là theo nhận định của các bác sĩ, nạn nhân nhập viện vì tai nạn giao thông trong dịp Tết vừa rồi chủ yếu là nam thanh niên trên dưới 30 tuổi, sống ở khu vực nông thôn và có sử dụng rượu bia trước khi gặp tai nạn. Bệnh nhân Nguyễn Văn Lợi, 20 tuổi ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, bị tai nạn giao thông khi đi chúc Tết đầu năm. Anh nhập viện trong tình trạng bị chấn thương ở đầu, ngực, trong đó đáng chú ý là tổn thương dập phổi. Hôm nay đã là ngày thứ ba, anh phải nằm hồi sức cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Thế mà đi xuống dưới thì thằng bạn chơi chúc Tết tí, thế là có một thanh niên nó uống rượu về, là nó đi nó mới quẹt vào, thế là bị từ chiều mùng 3. Còn nam thanh niên này cũng vừa phải nhập viện vì tai nạn giao thông. Anh bị chấn thương sọ não và chấn thương ngực chi thể. Các bác sĩ cho biết đây được coi là một trong những ca tai nạn giao thông nặng nhất trong những ngày nghỉ Tết vừa rồi. Theo Bệnh viện Việt Đức, ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 Tết, lượng bệnh nhân cấp cứu cao nhất, lên tới hơn 200 người một ngày. Nguyên nhân của các trường hợp này đều do sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm và không kiểm soát được tốc độ khi tham gia giao thông. Trong đó, 60% các trường hợp có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Khu vực xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu tại đường nông thôn ngoài đô thị. Năm nào cũng thế, cứ vào dịp lễ Tết Nguyên đán thì số lượng bệnh nhân đến khám và cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức đều tăng lên đột biến. Năm nay thì hầu hết các bác sĩ đều phải tăng ca làm việc và hàng chục phòng mổ của Bệnh viện Việt Đức đều trong tình trạng quá tải khi mổ cấp cứu cho các bệnh nhân. Còn với nhiều người bệnh, ngoài việc mất Tết thì khi đối mặt với những tai nạn như thế này để rút ra được bài học bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình thì cũng đã quá muộn rồi. Những ngày du xuân chảy hội sẽ còn kéo dài từ nay cho đến hết tháng 3 âm lịch và chúng tôi mong rằng quý vị các bạn khi tham gia giao thông thì hãy không nên sử dụng rượu bia, hãy biết kiểm soát tốc độ và đặc biệt là cần phải đội mũ bảo hiểm để tránh những trường hợp đáng tiếc như thế này.